Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ có một ca thay pin cho iPhone 8 của lớp. Hiện tại thì tình trạng máy đang bị phồng pin và kênh màng. Trước khi mà tiến hành thay pin thì mình sẽ test các chức năng như là test cảm ứng này. Test cảm biến tiếp cận. Test đèn flash. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành thay pin. Đầu tiên thì mình sẽ tháo ốc đuôi. Và lắp tung để giữ màng. Kế đến thì mình sẽ tháo nẹp chân pin. Bước này thì mình sẽ nhỏ nước tách pin và tách pin cũ ra khỏi thân máy. Kế đến là sẽ vệ sinh keo cũ còn bám lại. Anh khách này thì có nhu cầu là thay pin EU dung lượng cao. Loại này thì sẽ có dung lượng cao hơn dung lượng pin tiêu chuẩn, cho thời gian sử dụng được kéo dài hơn. Và loại pin này thì hiện đang được Mobile City Care bảo hành lên đến 12 tháng, nên là bạn có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ gắn chân pin để mở máy lên và test các chức năng trước khi mà cố định. Sau khi đã ok rồi thì mình sẽ cố định nẹp pin. Dán tem bảo hành cho máy. Và vệ sinh bên trong. Bước này thì mình sẽ gắn lại ốc đuôi. Mình cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ ở bên ngoài máy. Và test lại các chức năng thêm một lần nữa để chắc chắn là máy hoạt động ổn định và không có vấn đề phát sinh. Ok, vậy là ca thay pin iPhone 8 Plus của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.